Dương xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Asia Channel, và một lần nữa thì Dương cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Ngày hôm nay thì thưa quý vị là thì Dương có trong studio của Asia Channel hai người I guess mình có thể gọi là bạn đồng nghiệp trong SBTN của chúng ta. Đó là hai cô host xinh đẹp thì Dương muốn nói đến Thủy Phan và Đăng Minh. Hello. Xin chào quý khán giả, chào Thủy Dương. Yes, me too. Hồng Thủy xin kính chào quý khán giả của SBTN và kính thưa Thủy Dương as well. Thưa quý vị, là lý do tại sao mà ngày hôm nay Thủy Dương mời được Đăng Minh và Thủy đến với chương trình là bởi vì chúng ta mới, cũng không phải mới nhưng mà trong thời gian gần đây mới trở về từ bên Philippines, đã có tham dự một cái đại hội với cái tên là Đại hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam Thế giới kỳ 6. Tell us about it. I'll start with Thủy. Okay. Actually, it was a really interesting trip. Hồng Thủy có dịp đi lúc ở Kuala Lumpur kỳ năm vậy. For me, it was kind of a nice reunion to come back and thấy nó thay đổi ra sao từ 2 năm. You know what happens in 2 years and how the activists have changed, and they haven't really, just you know, gotten a little bit younger, but they're very energetic and they want to see change. So it was good to see, and it was good to go to Manila to see that. Awesome. Còn Đăng Minh thì sao? Thưa quý vị, là lúc nãy Hồng Thủy có nói là 2 năm trước, có phải là 2 năm trước không? Mình có đi ở bên Kuala Lumpur là cái đại hội kỳ năm, thì tất nhiên là Thủy Dương nhớ là lần đó Đăng Minh cũng có mặt. Yes. Thì lần này đi Philippines thì nó có khác đối với Đăng Minh như thế nào, hay là có khác hay là không? Yes. Em nghĩ hình như là Đăng Minh nghĩ hình như là 3 năm về trước thì phải. But doesn't matter. Khác một chút xíu. Tại hình như ở Kuala Lumpur thì mọi người có vẻ như là dress up nhiều hơn, còn ở Philippines thì thoải mái hơn, relax hơn. Và Kuala Lumpur thì mình được ở hotel, còn ở Philippines thì mình ở một cái trung tâm hội nghị. Nhưng mà trung tâm hội nghị nó giống như là một cái campsite, đi cắm trại nhiều hơn. Thì Dương xin mượn cái lời của anh Hoàng Tứ Duy, là một trong những cái người trong ban tổ chức, là anh nói cái này là upscale camping. Yes. Yeah, he wasn't kidding. Okay, so talking about it, thì lần này đó thưa quý vị là Đăng Minh và Hồng Thủy đến để làm những chương trình tài liệu cho SBTN, và tuy nhiên là song song với đó thì chúng ta cũng có cái dịp để đi tham dự những cái workshops và những cái chương trình. Thì best memory of Philippines. Wanna go first? No, Đăng Minh, you go first. Oh, okay. Best memories of Phi Luật Tân, I guess, would be just đi hội nghị chung với lại Thủy thì đi rồi, nhưng mà lần này đầu tiên được đi với Christine Sa luôn. So mình mới có cơ hội làm bạn nhiều hơn với Christine, tại vì ngày xưa thì làm SBTN thì gặp nhau chỉ có chào thôi, nhưng mà lần này thì có nhiều thời gian hơn để nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. So that was your best memory. Yes. Christine Sa. Thấy awesome. Mới bỏ cũ ha. Basically. Okay. Good one to me. Còn Thủy thì sao? Actually, there were a lot of good memories. Thì nói về cái đại hội that for me, because Hồng Thủy separate cái trip này with the Đại Hội Sao, and then the rest of you know, going to Palawan and different places. But có nhiều moments of cái đại hội that was really special. I think seeing a lot of you know, seeing at the workshop, seeing them really open up, and you know, Đăng Minh talked about Christine, but you know, she did also a good workshop about art and social change and stuff. And I think to be able to see a lot of them crying, and to see, there was one girl, you know, that she spoke, nói về cái, you know, how it changed her and stuff. And I think I can't really say what she said because you know, because maybe it's kind of sensitive to what it is, but just about the opportunity that you know, that we have here to choose King A and all that stuff is something that good delegation Banik Nam, a lot of them talked about that not being an option for them. Vâng. And so you know, those are things that kind of stick with you. Vâng, thưa quý vị, là đối với cái đại hội này thì như Hồng Thủy cũng nói là chúng ta có nhiều những cái workshops mà các tham dự viên có thể đi, thì
một trong những cái đặc điểm là trong lần này đó thì chúng ta cũng có một số những người tham dự viên đến từ Việt Nam, những sinh viên, và như là Hồng Thủy cũng đã chia sẻ với quý vị đó là có những cái người bạn trẻ đến từ Việt Nam mà họ cũng chia sẻ là họ rất là ngưỡng mộ những cái người Việt trẻ hải ngoại được cái tự do, và được cái tự do để chọn cái công việc làm, chọn những cái môn học. Và trong cái giây phút đó thì cô cũng có khóc, và cô nói là cô không được cái sự tự do đó, và cô đến đây lần đầu tiên cô mới biết được là cái tự do mà cô mất mà không có nó như thế nào khi mà cô gặp được những người bạn trẻ như là Hồng Thủy và Đăng Minh. Least favorite memory. Now Thuy goes first. Thuy has one. Oh my gosh. Thật sự thì cái chuyến đi này coi như là Hồng Thủy có dịp để đi nhiều cái nơi xa xôi, nhưng mà không biết sao lần này đi Philippines nó bị trục trặc rất là nhiều. Okay, so what are some of the trục trặc? Coi như mình tới khi đầu tao mình phải rất là cẩn thận, tại vì bên bển I think of all the places, Philippines là cái chỗ mà Hồng Thủy thấy là ít an toàn nhất. Nhưng mà mình phải cẩn thận rồi. Đi đâu người ta cũng you know, charge you vô nước rồi ra nước cũng phải charge tiền, rồi cái đi taxi đây đó cái gì cũng là, tại thì dĩ nhiên người ta thấy mình là tourist, người ta chắc chắn thì người ta sẽ tăng giá lên gấp 2-3 lần, nhưng mà mình bị tăng lên gấp 10 lần. Mình cũng phải nói mấy cái đó nó làm cho mình hơi khó chịu. I mean, yeah. But I understand that. But yeah, mình thấy a lot of wildlife and a lot of bugs. Maybe that was my least favorite, but mũi chích đầy người. Yeah, skin feels like braille. Yeah, chắc mình rất là thịt của mình nó thơm ngon dữ. Mà mũi nó rất là thích mình. Yes, I guess mấy con côn trùng. Yeah, probably the least favorite. Con côn trùng là germs? Côn trùng, I think that's insects. Oh, I hope so. We try. Okay, insects. Yeah. What's germs then? Germs is vi trùng. Vi trùng. Yes. Okay. Oh, close. Yeah. Okay. Đối với Thủy Dương đó, thưa quý vị, là nếu mà nói tới phi luật tân đó thì Thủy cũng nói đúng là thật sự ra ở bên đó nhiều khi nó cũng có nhiều những cái sự khó khăn về an toàn. Chẳng hạn như là Thủy Dương nhớ là khi mà ở bên đó thì có gọi cho một trong những cái người mà khi xưa anh Hoàng cũng là một người tham dự viên, thì hỏi là ồ anh đang ở đâu, you know, should we meet up? Thì anh nói là anh đang ở sở cảnh sát, là bởi vì cái jeepney là cái xe kiểu như là xe bus của họ đó, jeepney đó bị hold up, rồi anh bị người ta lấy cái đồng hồ, nhưng mà còn cái phone của anh ấy, tại vì nó cũ quá cho nên họ không thèm, cho nên họ để lại cái phone cho anh ấy. Thì nó cũng có nhiều những cái sự khó khăn, là bởi vì Philippines là một trong những cái đất nước mà cũng khá nghèo, và dân ở bên đó thì họ cũng tuy rằng là họ có cái tự do dân chủ, nhưng mà cũng có những cái sự nghèo khổ mà cũng rất là khó khăn cho người dân ở bên Phi. Tuy nhiên là người ở bên Phi thì họ rất là vui vẻ, lúc nào cũng cười tươi, lúc nào cũng hát và cười. Yeah, lúc nào cũng hát. Yeah, chắc chắn that's true. And you were saying that least favorite memory is the côn trùng, so the insects. Yeah. How about the food? Đồ ăn ở bên Phi luật tân thì Đăng Minh cũng không thích lắm. Actually, yeah. Một phần của the opportunity to travel for me is to be able to ăn you know, different món của cái nơi đó, to find out what their culture is really like. But everybody trước khi mình đi, ai cũng nói là đồ ăn của Phi nó không có giống như là it's so close, but nó không có gái gì hết. And that was true. Nó không có giống người Tàu, nó cũng không có Việt Nam. I mean, but there's something about it. I mean, Hồng Thủy đi lúc chuyến nào đi cũng lên cân, nhưng mà lần này xuống cân á. Yeah, cái đó thì một điều, so I know that the food could have been maybe a little bit better. Could have been better. Đồ ăn ở bên Phi thì Dương để ý là hơi bị ngọt, cái gì cũng ngọt, mà thật là ngọt, rồi cái gì cũng chiên hết. Yes. Mà ăn cái gì cũng ăn với cơm, kể cả là ice cream hay là những cái đồ desserts cũng ăn với cơm. So I think it's easy to... Yeah. But anyhow, thưa quý vị, là để chúng ta quay lại với Thủy Phan và Đăng Minh đó, trong cái chuyến đi lần này thì hai bạn đến để làm những cái chương trình tài liệu cho SBTN và cho những cái show của hai bạn, thì Thủy Dương xin hỏi là đó, khi mà hai người đều đi một nơi, đều cover the same things, thì Thủy và Minh có cần phải nói chuyện với nhau trước là bên này cover cái angle này, bên người kia cover cái angle kia hay không? Sometimes, yes.
Yeah, actually, Đăng Minh and I do very different things. Like, usually, trước khi đi phi luật tân thì Đăng Minh với Hồng Thủy có bàn sau khi cái đại hội, Đăng Minh sẽ đi một nơi và Hồng Thủy sẽ đi một nơi khác để mình có thể thấy thêm của cái nước này. Nhưng mà có stuff that happened, so we ended up going to the same place as Palawan. Nhưng mà Đăng Minh, cái điều tốt nhất about Đăng Minh is that she can edit on the spot, and you know, we got daily updates from the Philippines, because Đăng Minh was able to do that, and that's something that you know, is her specialty and something that only Đăng Minh can do that, you know. So we had her for that, so I kind of do like a longer form piece. So we intrinsically do different things, and we're giving the hai nhìn khác nhau, so it just becomes something a little bit different anyways, just from the way we see things and how we perceive it and stuff. So okay, would Đăng Minh, then is it khi mà Đăng Minh đi đến một cái nơi mà chỉ có một mình là cái người host / reporter, mm-hmm. is it easier than say having Thủy there, or it doesn't make a difference? Đăng Minh lúc muốn có Thủy ở bên tại vì có Thủy thì sẽ vui hơn. Còn về việc làm thì cũng the same. Về công việc làm thì cũng như nhau thôi, nhưng mà thà có Thủy tại để nó vui hơn. Sẽ nó vui hơn để là đi kiếm trái cây chung nhau. That's right. Và cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau khi mà cần. Yeah. Okay, that's awesome. Well, yeah. Thank you. Thưa quý vị, là một lát nữa khi mà chúng ta trở lại với chương trình thì một lần nữa quý vị sẽ được nghe thêm về cái chuyến đi của Đăng Minh và Thủy Phan. Sau đây xin quý vị hãy giữ màn hình. Một lần nữa, Thùy Dương cảm ơn quý vị đã giữ màn hình với chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Thùy Dương đang ngồi trong studio với Đăng Minh và Thủy Phan. Thưa quý vị, là từ nãy đến giờ thì chúng tôi cũng nói về một cái chuyến đi vừa rồi đi tới Phi Luật Tân cho Đại hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam Thế giới kỳ 6. Và có mặt ở cái đại hội này cũng như là có mặt ở bên Phi Luật Tân là Đăng Minh và Hồng Thủy cho để quay tài liệu cho những cái chương trình của mình. Thì Thùy Dương xin hỏi đó là tại vì đối với Thùy Dương đó, khi mà làm show, làm host cho Asia Channel thì chúng ta ở trong cái studio, cho nên là tất cả mọi việc là trong một cái controlled environment, you know, the lighting is there and microphone là có mặt ngay, nghĩa là cái gì cũng đã có cái sự sắp xếp sẵn. Tuy nhiên là đối với Hồng Thủy và đối với Đăng Minh đó thì khi mà các bạn đi xa như thế vậy để làm những cái chương trình tài liệu thì nó có những cái khó khăn nào hay là không? Perhaps I'll start with. Okay. Khi mà đi thì chuẩn bị lần này Đăng Minh đem theo máy nhỏ hơn, tại vì mình không có muốn vác theo máy bự. Yeah. Và Đăng Minh thích đi quay ở ngoài hơn, tại vì mình có thể gặp được nhiều cảnh interesting, gặp được những điều bất ngờ hơn là ngồi ở trong set. Thì yeah. So cái khó là mình phải đi tìm người để mà phỏng vấn. That's the problem. So cái đó chắc là điều khó nhất. Yeah. I feel you. I think for me, you know, I think thật sự là đi ra ngoài, mỗi cái nó có cái khó khăn riêng, nhưng mà đi ra ngoài thật sự là nó cực hơn, tại vì Hồng Thủy với Đăng Minh là người tự quay. Vậy coi như là cái đó là we are our own, you know, our own host and our own camera person and everything. So đi ra ngoài thì học hỏi được thêm, nhưng mà mình, you gotta really like be aware and see like what's around. Like, we don't want to miss that moment either. So like you're looking for those moments, and you know, you gotta scan around because something might be happening over here and then over here something else. So you so know, you have to be alert all the time. Yeah, when you're filming, you're filming. You know, you can't just because mình bỏ cái máy mình xuống một giây, cái something happens, cái lúc nào mình cũng phải có it ready. That's the main thing. But you know, it's not you kind of get used to it, and you know, there's really a lot of joys to be able to catch moments too. Were there moments that you missed this time that you went, damn? Actually, có một lúc ở cái gala thì
you know, they were doing a talent show and đáng lẽ mình tới đó để mình kind of enjoy, it's kind of like hết ngày. And then like mấy cái the delegation from Australia, they started singing, all of them, and like I didn't know that they were all gonna sing, so then like I was like, oh, where's my camera? So then I had to, you know, then I started like mid song, but at least, you know, got some of it. But you know, like you just don't know when those, you know, moments are gonna be. But I mean, I caught it, but not the entirety. So okay, so then were there moments where you caught and you're like, yes? Yeah, a lot of expressions. Cái điều tốt. I think the one thing that's great about filming, I guess, is that mình có thể zoom vô, you know, like you can, when you're looking, you're just looking at like the overall thing, but I can zoom in and I can see cái expression, or I can see like close-ups, you know, so I can see, you know, when people are crying, or when I can see like, you know, that look on their face and stuff like that, or I can see the clarity. You know, you catch a lot of that, so I think that's one of the good things. That's cool. Hồi nãy Thùy nói là mấy bạn the Australians, những người Việt gốc Úc. Người Việt gốc, yes. Yes. Mấy, won't sing Matilda. Đông Minh thấy là phần đông sau những người Việt gốc Úc rất là yêu nước Úc, rất là patriotic. Yeah. I mean, rồi lúc nào họ cũng, you know, Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Yes. It's just like... Em là một người, exactly. người Việt gốc Úc. So, muốn hỏi Thùy Dương là, you know, tại sao mà những người Úc đó họ yêu nước như vậy hơn là những người Mỹ gốc Việt yêu nước Mỹ? Thưa quý vị, là đây là ngưỡng ấy nghề nghiệp. Tại vì I lost. Nhưng mà thật sự ra để trả lời cái câu hỏi của Đăng Minh đó, thưa quý vị, là tại vì chắc là tại vì nước Úc là một cái island. Nếu mà mình mà không làm bạn với mình thì chả có ai làm bạn với mình, vì cái xung quanh là nước hết. So I think that we have that islanders mentality. You stick together. Mấy cả lần này đó, tại vì Fullerton cũng khá gần với Úc, cho nên là nhiều các tham dự viên đến từ Úc. Và khi mà nói đến cái bài hát vừa rồi đó, thưa quý vị, là thật sự ra hai cái bài hát mà họ hát đó, nó giống như là quốc ca của bên Úc vậy đó. So they like, they were literally singing the national anthem. Rồi nói mình với Thủy hát, oh, say can you see, you know? Well, it's not the official, but there was a time when hai cái nhạc phẩm Walt Sing Matilda và cái We Are, like I Am, You Are Australia, whatever, cái đó là cũng có một thời gian là ở bên Úc họ cũng debate, cũng thảo luận là nên dùng cái nhạc phẩm đó trở thành cái national anthem của nước Úc. Thì I don't know. I think it helped that they had a beer in their hand. They, you know, it was, I think it was a very nice moment. And I saw your show. Thì Dương có coi cái cái image đó thì cũng thấy là rất là vui. It's cute. It's, it is. Thì Dương xin hỏi đó là đối với Đăng Minh, lúc nãy Thủy có touch on cái Palawan trip. Thì Đăng Minh có thể chia sẻ một chút với các bạn về Palawan và cái chuyến đi của mình tới Palawan. Ok, lúc mà Đăng Minh tới Palawan thì đầu tiên mình thấy thoải mái hơn tại vì nó không có hỗn độn nhiều giống như Manila. And then đi tới thăm làng Việt Nam. Yes. And cũng có gặp các bạn ở đại hội, tới đó cũng thăm làng luôn. And then phần đông thì cái làng giống như là bỏ hoang, so Đăng Minh cũng không có interview được nhiều. Họ cũng ngại interview, so mình chỉ nói chuyện với họ một hồi. Rồi Đăng Minh đi quay những cái chỗ du lịch khác của Palawan. Yeah. Còn Thủy, cái chuyến đi này đối với Thủy nó có... how was Palawan for you? Tại vì Thùy Dương lại tưởng là Đăng Minh và Thủy cũng đi chung với đoàn của các tham dự viên của đại hội. Tại vì Thùy Dương cũng có thấy một số những cái hình ảnh ở trên Facebook thì thấy các bạn quậy quá trời. Did you guys? Actually, yeah, Hồng Thủy với Đăng Minh rốt cuộc không có đi chung. Hồng Thủy đáng lẽ đi chung với cái nhóm other one, but I ended up by myself anyways. But we were had different flights and stuff. So actually, if when I think about it, Palawan, like, you know, it was my favorite part of the trip. I mean, that I hope was good to learn and everything, but Palawan thì thấy được, I mean, it's a really nice place to visit. Nó có cái underground river, a lot of beautiful natural sites. So I'm really into that stuff. So I like to see that. And Hồng Thủy có may mắn là gặp được một người tour guide rất là nice và cho mình thấy được cái sự thật của cái đảo đó. And by that I mean, I'll tell you this, but it was really funny because I'm not sure how I ended up, but I went to a prison. A prison. đi tới cái jail
in prison Taiwan. Yes. Yeah, đi tù. Let's say that again. Đi tới một cái tù ở Palawan, nhưng mà lúc đó thì mình cũng nghĩ, mình là con gái đi một mình tới cái tù với một người con trai, một người trai gái tặng trai, mình cũng không có biết, không có quen mấy, nhưng mà không biết sao mình thấy mình trust, I trusted him, and it turned out fine. It was very interesting. I really enjoyed that because mình thấy được something that is different off của cái tourist regular destinations, and I think that was one of the gems of the trip for me. So, I enjoyed it very much. So. Was the tour guide cute? It makes things easier. He wasn't cute, but he was very, he was so hing. I've been so lucky that I've met like really nice people whenever I've been able to travel. And Yong Yong, hai ngày, I met a friend that, I hope to visit maybe one time in the future, but he was very kind, but yes. He was very kind. Thủy nói là nếu như mà Thủy sống ở Philippines chắc là sẽ thương cái người đó luôn. Cái người tour guide đó. Yes. Yes, mặc dù không đẹp trai nhưng mà cái lòng nó tốt vô cùng luôn. Mình nói nếu mà mình ở thêm ha, mình lớn lên đây có thể được, right? Phải nói là đối với con trai ở bên Phi đó, thưa quý vị, là I don't know if you have any opinions on Filipino men, nhưng mà Thùy Dương, cái kinh nghiệm của Thùy Dương không, cái này là không phải kinh nghiệm cá nhân, nhưng mà mình thấy được đó, thưa quý vị, là they're very sweet and very romantic, like hơi bị quá đó, like lãng mạn quá mà mình cảm thấy hơi ghê. mình chưa bị ai cua với bao nhiêu. Nhưng mà I think có thể là tại vì người Phi cũng lay với Latin, so the Hispanic, so maybe some of that romantic notions, it's in their blood maybe. But I'm not sure. Còn Đăng Minh, bây giờ Thùy Dương xin hỏi là đối với các bạn mà chẳng hạn như muốn trở thành một người host hay là một người reporter hay một người anchor, any advice? My advice, Đăng Minh khuyên là nên tìm đến SBTN và xin việc làm ở SBTN. Và từ đây mình có thể học hỏi thêm, mình có thể, và mình phải yêu sự thật và phải đi tìm sự thật. Wow, yes. You've got to love the truth and yes. You have to go looking for the truth. Yes, and đi tới SBTN. And SBTN. Yes. Ngã cửa xin. Còn đối với Thùy? To be an anchor and all that stuff. Đi học thì cũng là một one good thing to go for it. But she go to school, yeah. She go to school for it, but everything I think Min said is true. It's not for everybody, and I don't think that it's as glamorous as it looks. But I do think that it's one of the best jobs in the world. Especially when you're still learning, it's the best job. Awesome, thank you. Bây giờ thì chúng ta cũng không có nhiều thời gian, thì có thể là đầu tiên nhất thì Thùy Dương cảm ơn Đăng Minh và Thủy đã đến với chương trình. Có thể là trước khi chúng ta rời màn hình thì hai bạn có thể say goodbye or say thank you or Okay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của Đăng Minh. Không phải chương trình Thùy Dương. I can't follow that. Watch my show too. Okay, no, không phải. Chỉ cảm ơn Thùy Dương cho cơ hội để nói về cái chuyến đi này, and for people for following us too. We hope that you continue to follow us on SBTN and support us because we appreciate it. Thank you. Và thưa quý vị, là Thùy Dương hy vọng là trong những cái giây phút vừa rồi thì quý vị cũng được làm quen một phần nào đó với hai người xứ ngôn viên của đài truyền hình SBTN, và như là Hồng Thủy cũng như là Đăng Minh đã chia sẻ là đây là một cái nghề mà phải nói là chúng ta phải yêu nghề. Cái thứ nhất, cái thứ hai là quý vị cũng thấy là hai bạn cũng làm việc của mình với một cái sự tích cực cũng như là một cái sự đam mê, cho nên là rất là hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ đài SBTN của chúng tôi. Một lần nữa thì Dương xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Thank you.